không ngứa chân đấy nhỉ. Có chuyện gì từ từ nói, sao làm điều dại dột với em? Ôi mà em có gì nằm lại đâu đừng nghe được thế. Em còn trẻ gì thế này mà. Mày bỏ ra. Bố bị ngứa chân. Bố bị gãy chân đến nhảy cầu đâu. Ôi. Cứ như vậy mà chạy chạy chỉ à? Quan trọng nhất cậu có hiểu không hả? Đừng có mà tính tưởng như thế. Chúng ta thành làm mẹ từ đầu mà, hay nghĩ cho mẹ cha mẹ. Đừng có nào nghĩ chuyện đấy. Bố mày đi đái mà. Bỏ ra. Gió mát thế nhỉ? Sông đẹp thế nhỉ? Đừng có làm cái điều dại dột như thế được chưa? Tại sao lại con chồng đi mang mình như thế? Làm như vậy Tây Nguyên. Cái người đang nghĩ dại dột như vậy hả Tây Nguyên? Ôi tôi anh nhà mình một đôi mà. Hôm nay quả là một ngày đẹp trời. Giờ của chúng ta và bao nhiêu người định đăng xuất khỏi cái trái đất này đã được cứu vớt. Đội kia, tại sao các cậu lại xui người ta làm cái việc dại dột đấy hả? Xui cái gì? Tại sao lại xui người ta nhảy cầu? Không xui người ta nhảy cầu đâu. Thế chúng mày lại vừa bảo nhảy cái gì? Ô tôi nhảy. Ông mobile. Miễn phí từ App Store hoặc Google Play với từ khóa Au Mobile.